Bạn nên thêm Ctrl H để ẩn tạm những đường lưỡi đi. Bây giờ tôi muốn xóa những vùng ở bên trong này. Ở đây chúng ta có cái layer mặt trăng ở đây này. Các bạn nhấn Ctrl và chọn layer mặt trăng ở đây để chọn vùng chọn của nó. Chúng ta có vùng chọn bao quanh. Bây giờ các bạn hãy chọn layer nào chứa tia nắng, tức là bật để hiển thị. Đúng layer này rồi. Các bạn nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa vùng bên trong đi. Rồi Ctrl D bỏ chọn. Mặt trăng muốn phát sáng các bạn làm như sau. Chọn layer mặt trăng này, nó đúp lên. Chúng ta chọn chế độ Outer Glow. Mặt trăng chúng ta sẽ sáng lên một chút. Size nó chỉnh lớn lên. Ok. Bây giờ công việc chúng ta là xóa dần các đối tượng này đi. Những tia nào không cần thiết mình xóa. Chúng ta tạm thời ẩn này đi. Tôi tạm thời ẩn tiếp mặt trăng và ẩn tiếp cái vùng này. Chúng ta cùng nhau bấm vào đối tượng này và chọn lại. Tuyển chọn chúng ta đây. Chúng ta sẽ kết những vùng bên trong bằng vùng chọn này. Các bạn bỏ dấu đi để nó chọn xuyên bên trong luôn. Các bạn cứ shift cộng thêm. Sau khi cộng thêm rồi, chúng ta lần lượt bật các layer còn lại lên. Tôi muốn xóa tất cả các đối tượng ở trong cái khu cây này và cái vùng đất này. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào select chọn invert chọn trên chữ Y và chọn cái layer đầu tiên thì chúng ta có thể xóa được. Đó là cái layer chứa cái tia này. Chúng ta xóa tia đi. Đúng không các bạn? Bây giờ tôi cần chân D bỏ chọn. Vậy là những cái tia nó ở sau cái vùng núi này. Nó không có liên quan gì tới cái bề mặt này hết. Chúng ta có thể giảm cái tia này. Mờ đi. Thậm chí các bạn có thể phát sáng cho tia. Cái size chúng ta cho vừa thôi. Để phát sáng chỗ này thì không hợp lý chút nào. Chúng ta cùng nhau can đúng không? Và để vị trí như ban đầu đi. Bước cuối cùng các bạn nhấn phím Ctrl Alt Tab Shift E và đứng trên layer trên cùng này nhấn để tạo cái layer gộp của tất cả các layer này. Chúng ta có thể chỉnh màu, cân bằng màu sắc. Ví dụ chúng ta cân bằng màu nghiêng về màu xanh hay màu vàng hay màu đỏ. Chúng ta thấy đối tượng chúng ta thiếu sắc gì chúng ta có thể tự mình chỉnh. Chúng ta có thể chỉnh rất nhiều lớp màu hoặc là chọn những từ chọn như Color Lookup để hiển thị những cái thiết lập có sẵn ở đây. Để chúng ta chọn tùy từng bạn thích từng cái tông khác nhau. Ví dụ tôi chọn và giảm opacity vừa phải thôi và Enter kết thúc. Trên đây là bài thực hành hướng dẫn chúng ta về các lựa chọn cắt ghép khác nhau và xử lý các cái mép chọn như thế nào để hợp lý cùng với các kênh hỗ trợ.